Hay quá. Ném ở đây được đi nha, chỗ này bước qua được rồi nha. Rồi, tiếp bờ rồi. Rồi, hay lắm. Đúng rồi vậy đó. Ê! Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Hello, mến chào tất cả anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay rảnh vài tiếng thì mình mới chạy lên chỗ cái nhà mới của mình đó các bạn. Thì nói chung là cũng khoe với các bạn luôn, thì cái thời gian vừa qua sau một cái khoảng thời gian gọi là đi làm rồi dành dụm. Rồi nói chung là cũng làm nhiều việc lắm, dành dụm thì mình cũng dành ra được một số tiền rồi mua được một cái căn nhà gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh ha các bạn. Thì sẵn hôm nay đi câu cá thì cũng ghé qua để giới thiệu với các bạn luôn. Các bạn chúc mừng luôn. Đây là ngôi nhà mới của mình nha các bạn. Tăng tăng. Đây. Nhà thì nhìn nó nhỏ vậy thôi các bạn, nhưng mà sức chứa thì không được nhiều người đó. Đây, một cái niệm mà. Hôm nay là như thế này. Cái vấn đề là cái chỗ như thế này. Vừa rồi mình mới thời gian qua mấy tháng rồi mình đăng lại cái clip câu cá các bạn, thì nói chung là giờ đăng không ai coi hết đó các bạn. Kiểu giống như là hồi trước của mình đăng thì cũng được vài ngàn, có clip hên, được vài chục ngàn các bạn. Nhưng cái thời gian có nghĩa là mình bỏ lâu quá, mình đăng tùm lum tùm la, bây giờ thời gian dài không có đăng nên bây giờ đăng lên á, nó không có cái đề xuất, không có view các bạn. Cũng rất là buồn, nhưng mà chủ yếu cái mục đích á, mình có đăng có view cũng chẳng được nhiêu tiền các bạn, cũng không đủ tiền để mua thuốc hút nữa các bạn. Nhưng mà đăng lại làm kỷ niệm vui ha, những cái clip nào mà có nhiều tương tác, nhiều anh em bạn bè thì làm quen kết bạn đi câu cá rồi nó vui. Thì bởi vậy nên hôm nay rảnh có vài tiếng thôi, hai anh em tranh thủ rủ nhau lên đây là câu thêm một, đăng thêm một clip nữa đập vô, gọi là cho có, hy vọng là sẽ có một cái gì đó nó hấp dẫn để cho các bạn coi ha. Thì nếu các bạn nào chưa bấm like thì bấm giùm mình một cái nút like ha. Nói chung là không có tiền bạc nhưng bấm vô để nó tạo được một cái phát triển cho kênh đó các bạn. Thì cái kênh càng phát triển thì mình sẽ có nhiều cái động lực để mình đi nhiều nơi, mình quay những cái clip rồi nó hấp dẫn hơn các bạn ha. Là câu hoài chỗ này cũng chán đó các bạn, tại bữa giờ cũng mấy bữa nay xui quá, không có được mấy con, không có hàng nóng hàng khủng gì các bạn, nên cũng là có thể là cái clip này là mình sẽ tạm ngưng ở câu cái điểm này lại ha. Mình sẽ dành thời gian mình sẽ đi qua điểm mới hoặc là những cái khám phá những cái chỗ mới hơn, rồi hay là mình đi thuyền. Những cái clip sau mình có thể là mình sẽ đi thuyền ra mình săn mấy cái loại cá khác ha. Cái sau cái clip này mình sẽ tạm ngưng lên cái nhà này. Thì trước giờ thì có vài cái clip á, kéo cá lên á, có mấy bạn hay hỏi là cái câu bằng cái máy gì hay cần gì á, thì như mình cũng có nói cần này cũng cũ rồi ha, nhưng mà mình có hôm nay sẵn đây mình review lại các bạn ha. Thì mình giới thiệu luôn. Đây quay lại. Ok. Thì cái cần này các bạn là cái cần tim đây qua này. 12 feet. Đó. Đây cái cần medium có nghĩa là cái độ cứng của nó là nó vừa phải thôi các bạn ha. Tức là cái độ cứng của nó là medium, là trung bình. Cần này cần 12 feet. Đó, bảo hành là 5 năm, giá là khoảng 100 nói chung là khoảng 170 đô. Và cái cần này thực sự thì nó đang rất là hot các bạn, nhiều người thích cái cần này á, nó nhẹ. Còn cái máy này là cái máy Daiwa Biri 6500. Cái máy này thì bên Việt Nam bán nhiều bạn xài cái máy này lắm. Máy này thì giá cũng còn rẻ, giá này khoảng nhiêu ta, khoảng 100, máy này hình như khoảng 160 đó các bạn. Máy này bên Việt Nam thì hình như bán cũng khoảng 4 triệu mấy à, mình thấy hồi trước thấy bên Việt Nam bán nhiều. Thì cái cần này á các bạn, cái cần này á, cái ưu điểm của nó nhất là được bảo hành 5 năm à ha. Thứ hai nữa là cái khoen các bạn, cái khoen của nó là xài cái khoen Fuji. Khoen Fuji này nó nói chung là một cái dòng khoen gọi là nó bền bỉ tốt á các bạn, nó rất là khó hư, là một trong những cái dòng khoen là bền nhất trong các loại câu. Thì ưu điểm cần này ngoài cái bảo hành 5 năm, ngoài cái khoen đó, nó bền ra thì nó rất là nhẹ ha, nó nhẹ lắm, cần này nó nhẹ, cầm đi câu cá rồi cầm rất là sướng. Ok,
Còn cái máy này á thì cái ưu điểm của nó là nói chung là nó rẻ các bạn. Thứ nhất là nó rẻ nè, thứ hai nữa là cũng là một cái loại máy, một cái dòng máy rất là tốt, rất là dễ vệ sinh. Nó làm rất hay các bạn, cát đồ á, nó khó vô lắm, mình câu cá ngoài biển đồ á, xong rồi về mình rớt xuống biển nó vùi với cát luôn, xong rồi về mình test mình rửa lại, nhưng mà mình kiểm tra lại thì cái cát mà nó bám vô trong cái bạc đạn trong bi thì rất là ít. Rồi còn đây là cái cần thứ hai. Cái cần thứ hai này thì trước tiên là nói về cái cần trước. Cái cần này là cái cần Shimano các bạn, Shimano Speedmaster. Đây, Speedmaster Shimano. Đây là một cái dòng cần này cũng 12 feet luôn các bạn. Cái cần này là cũng 12 feet luôn. Cái cần này là ưu điểm của nó là như thế này. Tại vì có thời gian mình đi câu cua á, mình hoặc là câu cá gì mình dùng cái cục mồi nặng á, mình mua cái loại cần này là gọi là cần cứng đó các bạn. Mình cần này là 12 feet luôn. Đó, cá sần nó cao các bạn, nó cần nó được cứng, mình quăng được những cái mồi nặng, mình quăng ra xa rất thoải mái, nó học cái cần không bị nhíu lại đó các bạn, là mình câu mồi nặng mà. Cái cần này thì cũng được bảo hành 5 năm luôn, và đi kèm với cái cần đen á, mình đi kèm với một cái máy đen luôn. Đó, cái máy này là máy Daiwa, cũng là Daiwa luôn, mình tại mình thích Daiwa lắm các bạn. Có nhiều anh em mà thích Shimano ok, nhưng mà mình thích Daiwa, tại vì nào giờ mình xài dòng Daiwa nhiều á, mình tháo lắp rồi nhiều á, khi mà nó có trục chặt gì đó mình tháo ra mình sửa chữa bằng thay linh kiện cho nó dễ dàng lắm, nó không có cái tình trạng nhiều cái tháo ra xong rồi lắp vô nó lộn này lộn kia các bạn. Big MQ 14.000 à. Máy này Big 14.000 nha các bạn. Thì nói về cái ưu điểm á, thì cái máy này á, thì nãy mình nói rồi đó, nó sản xuất nó rất là khó vô cát, mình câu rớt xuống biển xuống đồ á, xong rồi mình về mình thấy nó vẫn ok. Mình kiểm tra lại cái cát đó, nó chỉ bám ở phía ngoài, nó không có vô được trong cái trục mặt đạn, mình rất là dễ vệ sinh ha. Tại vì mình mỗi lần mình câu rớt xuống cát nó về, mình sẽ về mình kiểm tra lại cái cát nó vô trong máy như thế nào, sau vài lần mình rớt xuống rồi mình về mình test lại mình thấy ok thì mình thích cái dòng máy như vậy, rất là dễ sửa chữa đó. Thì nói về cái bảo hành thì ok, nó có bảo hành, nhưng mà giờ câu hư giờ những cái nào lạc giặt thì mình tự mình thay thế linh kiện mình sửa luôn, chứ mình đợi mình gửi bảo hành nó cực lắm các bạn, nó mất thời gian lắm các bạn phải không. Thì cái cần này thì mình thường hay câu cua, mình quăng ra xa tại nó có lực đó các bạn, nó cứng á. Cái máy này là giá là 200 bao nhiêu ta, hình như khoảng 260 đô nha các bạn. Và cái máy này khoảng 260, mình bữa mua quên mất rồi, khoảng 260 đô. Còn cái cần này á, cần này là 170 khoảng ta 180 luôn các bạn. Đây, cái cần này là 178 gì đó, rồi Shimano này 12 feet. Đây. Đây là gì? Cần của các anh bạn đi chung. Thì cái cần này đó là cũng là cái team Daiwa 12 feet luôn các bạn. Cái này cũng giống cái mình luôn ha. Đây. Đó, team Daiwa, quen Fuji. Đó, ok các bạn. À, cái máy á mình á thì thích Daiwa ha, còn anh bạn thì anh thích cái dòng Shimano. Đây, cái máy này là Sararosa. À, dòng Sararosa các bạn, Shimano. Cái máy này thì giá khoảng 300 rưỡi rồi các bạn. Cái ưu điểm của cái máy này á là nó nhẹ hơn các bạn. Cái dòng máy này nó nhẹ hơn cái dòng Daiwa kia ha. Rồi cái một phần nữa là cái máy này là nó chống sét các bạn. Tất cả cái hộp kim trong đây nó chống sét hết. Đó là cái ưu điểm của nó. Còn về cái lực kéo á, cái lực kéo của máy này thì không bằng cái máy Daiwa của mình ha, nó nhẹ hơn, nó sẽ hợp câu với dòng cá nhỏ hơn thôi. Đó, rồi qua đây giới thiệu tiếp cái cần này. Giờ coi ném luôn đi. Rồi coi. Ấy rồi kỹ thuật luôn. Rồi nói cái dòng cần này á thì nhìn nó rất là bậm trợn nha các bạn, nó gân guốc rồi nhìn nó hầm hố lắm. Cái dòng cần này thì của một cái thương hiệu ở Mỹ, thì nói chung là cũng ít nổi tiếng, cũng ít người biết tới lắm. Một cái dòng nói chung là sản xuất trong nội địa các bạn. Rồi cái cần này độ cứng thì cũng trung bình luôn các bạn. Cái máy thì anh cũng xài cái máy y như máy bên kia luôn. Dây này bao nhiêu đây? Dây nhỏ vậy? Hả? 50. Dây 50 hả? Ừ. Cái này 10.000 luôn hả? 10.000. Là hai cái máy giống nhau các bạn. Thì cái máy này là 300 mấy các bạn, cái cần này thì cũng khoảng 150 ha. Khoảng 140 gì đó.
Nói chung á là có một cái như thế này các bạn, về cần á, thật chất á, cần máy thì mình ở đâu mình mua cũng được. Có nhiều bạn hỏi tại mình muốn mua ở bên Mỹ tốt hơn hay gì, các bạn tất cả đều là nó mình đã mua ở đây đa số là của hàng của nó sản xuất ở bên Trung Quốc đưa qua hết các bạn, hàng như thương hiệu rồi của Nhật rồi nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc hết các bạn. Mình muốn mua một cái máy mà sản xuất ở Nhật này kia thì lẽ là phải đặt online để nó nước ngoài nó gửi qua, đặt mấy trang web thương mại nó gửi qua thôi, chứ còn mình mua ở Mỹ thì ở Mỹ chứ mua cũng đồ cũng mắc ở China các bạn, giờ iPhone cũng ở China hết mà. Có một cái nữa là về chất lượng á, cái mình nghĩ chất lượng cũng như nhau các bạn, nhưng mà có cái ở Việt Nam thì nó có trà trộn theo nhiều người nói thôi nha, mình cũng ghi nhận là nó có bán cái đồ giả nhiều các bạn. Nhiều cái máy nó nhái thương hiệu, nó nhái bán 300-400 ngàn, 400-500 ngàn, hoặc thậm chí có những cái chỗ nó bán giá cao nhưng mà đồ nhái á các bạn. Thì việc mà nhái một cái máy thì nó quá dễ dàng rồi ha, còn cần cũng vậy, cần cũng nhái nhiều. Thì tất cả những cái cần bên đây thì thật sự thì mình không có cái cần nào mà vài chục đô mà câu được đâu, thậm chí vài chục đô không câu được. Nói giống như bên Việt Nam mình mua có những cái cần Shimano cũng có 200-300 ngàn, 300-400 ngàn, mấy cũng 300-400 ngàn á, thì thật chất là mình cũng trải nghiệm nhiều rồi, rất là dễ hư các bạn. Mình hỏi Việt Nam mình câu thì mồi nhỏ chì nhỏ hơn, thật chất mình câu mình bị gãy cần rất là nhiều, nổ cần rất là nhiều. Còn ở bên đây các bạn, những cái cần này mình câu nào giờ thật chất á, mình câu mồi rất là nặng các bạn. Thậm chí có những cục mồi mình câu cua, có những cục mồi nó nặng bằng cái hộp sữa luôn các bạn, hộp sữa ông thọ luôn đó, ném hết tay không gãy là không gãy. Thậm chí những con cá, có những con cá vài chục ký mình kéo mình bóc lên nó không gãy các bạn. Cá đuối đồ ở trên đứng trên cầu câu xuống cá 10 ký 20 ký các bạn kéo không gãy. Thật chất là nếu có gãy thì mình cũng được bảo hành nha các bạn, nhưng mà thật chất là nó không có gãy. Còn ở Việt Nam thật chất là hồi xưa mình câu có nhiều cần quăng ra cái nó gãy, câu cục chì 50, chì 80 gram đó, quăng ra là nó gãy cần mất rồi. Thiệt á, bị gãy rất là nhiều luôn. Còn cá thì lúc mà giật cá, đóng cá lên cái nó nổ. Cần cũng không phải rẻ, cần mua cũng chịu 700-800 ngàn, nổ là nổ các bạn. Thật chất thì có cái vậy đó. Nặng không? Nặng hả? Ừ. Mấy tuôn quá vậy? Tiếc lại. Tôi trần á. Tôi trần hả? Khỏi giọt đi ha. Khỏi nhỏ hả? Cách tôi trần nhỏ. Xiết máy vô. Giờ đây lỏng lên. Ok. Dẫn ra lại. Cái gì á? Cái bát. Đu. Ở trên hả? Wow. Đẹp quá bạn ơi. Bát trần. Hiu hiu hiu. Ăn rất là chất lượng nha các bạn. Cá mập quá. Cá lớn nó ăn sướng lắm các bạn. Nó ăn nó kéo đã lắm. Dạ dạ dạ. Ồ quá. Bự ha. Cái mùa này á câu thường dễ dính cá bự hơn các bạn. Cái con này chắc khoảng chừng, nói chung là nếu mình cân ký chắc khoảng chừng mình có nghĩ chắc hơn 2 ký á, hơn 2 ký các bạn. Đây là một cái, nói chung là một cái dòng cá bên Mỹ á, cái dòng cá bass này là cái dòng cá gọi là còn rất là nhiều người theo đuổi đó, tại vì cái dòng cá này nó ăn rất là mạnh, dạng cái dòng cá săn mồi các bạn, giống như ở Việt Nam mình đi, anh em đi câu cá chẽm vậy đó. Cái này nó tương tự dòng cá này, cá dược này giống như dòng cá chẽm vậy các bạn. Thì nó sống cũng nước lợ, nước mặn, nó lên nước ngọt luôn. Nó sống ở nhiều nước lắm, giống như cái cá chẽm ở Việt Nam mình đó các bạn. Thì ăn thịt nó cũng giống vậy đó các bạn. Cá này á, thật chất á, là nếu mà mình đi vô những cái hồ á, ở California này, mình đi câu ở trong cái những cái hồ á, nó rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh em không có thích câu trong hồ các bạn. Mình thích câu những con cá là ngoài sông lớn, ngoài nước lợ hơn. Tại vì con cá nước lợ nó ăn nó ngon hơn các bạn, thịt nó ngon, nó ngọt và nó không có bị hôi. Ở trong hồ thì cũng hồ nhiều hồ lớn lắm, nhưng ăn con cá này nó thật sự nó không có ngon bằng.
cái ly bịch mà câu mỗi người thì thực chất là chỉ được câu 2 con một ngày đó các bạn, 2 con 18 minh một ngày thôi. Thì mấy anh em câu ở bên mấy cái bang khác thì họ câu nhiều, câu được 5 con 10 con gì gì đó, tùy theo mỗi vùng miền á, nó có cái limit cá quy định được bắt khác nhau. Cá này đến lúc mà kéo vô cái đầu nó đưa vô giống như con cá mè các bạn, hồi nãy tự nhiên cái bị chói nắng á, mình nhìn vô mình tưởng con cá mè đen, cá mè hoa các bạn, cái đầu nó nhô lên y chang cái cá mè hoa lúc đầu bự. Ơi xong rồi các bạn ơi, nhà chưa kịp tân ăn tân gia nữa là bị đuổi rồi. Hôm nay thì có một cái sự cố là có một cái ông mới các bạn. Ông này chưa gặp lần nào luôn, hôm nay bình thường mấy người kia tới kiểm tra đi vui vẻ, hôm nay thì xui cái là có cái ông này ở đâu lạ quá à. Không lẽ là chắc có thể là ship á. Ông đi ngang qua, ông ghé vô, ông kiểm tra license xong rồi ông báo là không có cho câu ở đây nữa. Đó. Rồi vậy là mình phải nói lời chia tay với cái căn nhà triệu đô của mình rồi. Thì anh em đang nói cho mình, họ cho mình 1 tiếng đồng hồ để mà sửa soạn để rút khỏi chỗ này trước khi quay lại. Thì đó, không biết có phải nguyên nhân là do cái nhà mình nó lớn chiếm ra sông quá không, mình không có coi phong thủy, coi quy hoạch nhà đất ở đây. Bên hỏi thì nói không có dựng nhà, cũng không coi ngày mà kia, mà cũng không coi quy hoạch của thành phố nữa. Thì cái đất của mình nó lại nằm trong cái diện quy hoạch của city đó các bạn. Bởi vì nó nói là cái đất này của city, sao tụi bay câu ở đây không cho câu, ở đây rất là nhiều chỗ tại mình phải đi qua chỗ khác câu, nó nói vậy. Nó không nhắc gì tới cái nhà á, nhưng mình nghĩ chắc cái nhà này cũng là một cái nguyên nhân đây. Thì anh em sẽ rút qua chuyển qua chỗ khác nha các bạn ơi, tranh thủ trước khi quay lại. Ăn kiểu tôi trình con á. Kiểu nãy là nhìn thấy là dính rồi đó mà ta. Dính rồi mà. Dính rồi. Mấy con nhỏ nó ăn nó dính, nó hay nằm im lắm á. Giận cần xíu coi. Đó nằm im á. Từ từ. Đẹp quá. Coi chừng nha các bạn. Lớn không? Cởi cho nó có chạy ngoài không sao Nhân ơi. Còn hơn là nó vô này nó chạy, không sao, cứ từ từ ở ngoài đi, cho nó tuôn đi. Cho nó tuôn đi Nhân, ok. Đừng ép nó vô nha, biết sao. Phá sức nó ngoài đi, giữ căng dây phá sức nó ngoài. Nó vô đây cho nó mệt luôn. Chậm thôi, đứa có giờ dây mình yếu á. Bước nhẹ thôi, bước từ từ chừng té Nhân ơi. Chậm chậm thôi. Đừng ép nha. Cho nó phá ngoài đi, nó vô đây nó dướng á Nhân. Quá đã. Giò cho con bước được nha. Hay quá. Néo ở đây được đi nha, chỗ này bước qua được rồi nha. Rồi. Hay quá. Cho nó chạy đi. Rồi xong. Không sao, giữ đi bình tĩnh. Bây giờ mình mới nói là dưới lúc này mình mới nói là cho nó chạy ở ngoài. Ủa hay có hên quá, nó qua đây rồi. Đừng ép nó Nhân, cho nó chạy sim đi. Vô từ từ thôi. Đó, cho nó mất sức, nó vô đây là nó đuối luôn rồi, hiểu không? Nó không có chạy thêm lần nào nữa. Rồi. Kiếp bờ rồi. Kiếp bờ hay lắm. Đúng rồi vậy đó. Con này cũng cả 50 á, 40 mấy 50 á. Đứt rồi. Ôi mà ơi. Đứt cái lưỡi luôn. Trời, cái này là do cột nè. Do cột nè. Cột tuột. Mẹ
tôi không lạy luôn. Trời buồn ghê á. Chạy qua đây hơn, con này đuối lắm rồi, nó dãy cái cuối đó. Ừ má, cái đó nó chạy quá trời luôn á. Thì nó chạy cái cuối đó. Tại vì mà nó từ từ cho nó vô, cho nó có phá, nó phá ngoài đi, vô đây đỡ dướng. Mà nó dãy cái cuối đó, cái đó nó dãy nó qua được cái đó là đi yên rồi đó, mất sức rồi đó. Hết rồi, hết sức rồi. Ừ thì đúng rồi. Bởi vậy mình nói từ lúc đầu đừng ép nó. Tại ở ngoài kia nó có chạy, nó có phá, nó không có dướng. Nó vô đây nó phá là dướng, hiểu không? Vô đây phá nguy hiểm không? Bởi vậy cho nó phá ngoài xa đi không sao, hồi nó yếu mình vô. Chạy qua đây quá đẹp luôn rồi. Tôi thấy là ăn chắc rồi, hết chạy rồi, qua đây rồi. À về nó uống nó còn vớt lại cái đó qua đó. Mà nó vớt qua cái đó là cái cuối, mình thấy cái cuối rồi. Quá đẹp. Vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Thấy ra cột kỹ lắm bị á. À, cột có kiểu gì á, cột kiểu gì á, hồi cột lại coi ba. Tính nói lời cảm ơn cái thằng Fish Game nãy rồi, tính nói cảm ơn mày mà đang tính nói luôn á, chỉ cần con cá nó vô vợt cái là cảm ơn nó liền á bạn. Nó cầm vợt sẵn rồi đó. Hồi nãy các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Thường thường á, con cá này nó ăn các bạn, nó kéo lên nếu nó chạy ngang qua thì dưới đám cỏ kia rất là khó chịu ha. Nãy rất là may nó chạy qua bên đó rồi, nó phá bên đó một cái rồi, xong rồi nó phá nửa sức rồi bắt đầu nó lại chạy ngược về bên trái các bạn. Bên trái là ngay chỗ trống này luôn nè, đó là mình thấy là ăn chắc được rồi ha. Xong rồi nó còn một cái cuối nữa, gọi là nó dãy chết đó các bạn. Cái pha nhảy cuối của nó là cái pha dãy chết, là nó dãy cái đó là coi như là nó bung hết sức vô cái phát cuối luôn các bạn, bung ngay cái bụi kia. Mà không dướng các bạn thấy cũng ok rồi. Không sao, bị tuột cái đầu. Tuột ngay cái đầu khất. Đây các bạn. Đây. Wow, chuột chà. Đâu chính là lâu. Con cá hả? Con trồn. Đừng đi phá mồi của tao nha. Đó 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 đó. Ông này ông phá lắm nha. Đánh hơi các bạn. Hên quá, lượm được cái thùng. Ok, bây giờ lượm được cái thùng, mấy anh em hai anh em nấu mì ăn nha các bạn, nó bụng quá rồi. Để săn thêm một con khác nữa. Rồi, giờ nhắc lại vẫn còn tiếc nha quý vị. Từ sống từng này năm, tôi sống tới cái tuổi này tôi chưa từng thấy cái tình trạng này bao giờ các bạn. Tôi sống tới tuổi này tôi chưa thấy cái tình trạng nào mà câu mà không bị đứt, không bị tuột lưỡi, mà bị cột dây bị tuột đó các bạn. Hình như nó đó. Xong rồi.
nãy cho chỉ cho mới bị cái tích kịch tiền thấy lắm. Trời ơi thì bây giờ nước nó lên lưng chừng, nó đầy nước á các bạn. Thì khúc này cá nó ăn hơi chậm á, thì nói chung nó không ăn luôn chứ không phải ăn hơi chậm á. Sau con cá kia tụi mình ngồi cá nó không ăn, tại cái chỗ này mình câu á là cái chỗ này rất là sâu, nước thường là tơi trần thôi, cá bát nó ít á nên nó không có được không có sung lắm. Ok bây giờ thì hai anh em quyết định là đi về, chỉ là 25 kg khỏe, con đó bao nhiêu, 50 con cá phải là 25-30 kg các bạn, bự lắm. Thì bây giờ thì về ha. Thì cái thời gian vừa qua cái video mình nó bị mất đề xuất nhiều quá, ít view các bạn, nên các bạn thấy video hấp dẫn các bạn bấm vô mình một cái nút like ha, không có tốn tiền tốn sức gì hết, bấm vô một cái nút like nó tăng đề xuất cho mình có thêm động lực làm những video sau hấp dẫn hơn các bạn ha. Ok bây giờ xin chào, hẹn gặp lại nha, bye bye.